Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ có một video trải nghiệm một con game mobile dành cho các fan otaku đây. Con game này thì có tên gọi là Lost in Paradise Waifu Connect. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhá. Con game này thì đã ra mắt ở trên hệ điều hành Android cũng như là hình như là để mình check xem nào. Cả Android cả iOS rồi. Và đây sẽ là một con game như anh em thấy, nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái cô nàng với bụng ngực rất là to đùng đó. Rồi chúng ta sẽ vào game nha, mình đã đăng nhập sẵn rồi anh em ạ. Game này hình như là mới chỉ có tiếng Anh thôi. Rồi chúng ta sẽ trải nghiệm đi. Đây cũng là lần đầu tiên mà cậu Vàng vào con game này ấy, nên là chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhá. Đây phần cốt truyện này, thôi cốt truyện này mình nghĩ là anh em cũng chả cần quan tâm đâu. Ồ, chúng ta sẽ đặt tên này. Cậu Vàng. Ok, bây giờ mình đã vào game rồi. Bây giờ chúng ta sẽ được chọn nhân vật, một số nhân vật. Uầy, toàn nhân vật nữ rồi. Uầy, rất là sexy. Game này tầm 16 cộng nha anh em nhá. Ui dồi ôi, không biết chọn em nào đây. Cũng là game cho các ông otaku khác. Ui, thôi mình sẽ chọn em này đi. Đó, trời ơi. Đặc điểm chung là ngực em nào cũng to anh em ạ. Wow. Ủa, cái gì đấy? Main General. À, đây, ở bây giờ mới gọi là... Đây là tạo chọn, chọn hình tượng này. Hình như nhân vật trong game này toàn nữ thôi anh em ạ nhá. Chọn bừa đi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu này. Về cơ bản, có lẽ đây sẽ là một con game thẻ tướng. Rảnh tay. Wow. Đấy, game 2D thôi. Nhưng mà... điểm nhấn chính là tạo hình các nhân vật. Ủa cái gì này? Harem này, dàn harem đấy. Trong cái game này anh em sẽ có hội sở hữu một dàn harem nhá. Đấy, chạm để tương tác, nâng điểm thân mật lên. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Clip này ông nào mà dưới 16 tuổi thì không nên xem nhá. Ủa cái gì này? Từ mình cứ làm theo hướng dẫn của game đi. Oh, có con luôn anh em ạ. À, đây đứa bé mà, một đứa trẻ này. Từ từ mình chưa hình dung cách chơi từ từ nữa nha. Đây chúng ta sẽ cộng cái chỉ số này. Painting. What do you think bring to mother? Painting đi. Chưa hiểu cách chơi lắm, chúng ta sẽ chơi từ từ. Đấy, các sự kiện trong game này. Cái này nếu mà có tiếng Việt thì chơi nó sẽ dễ hơn. Chúng ta có phần partner nhá. Ra ở đây sẽ có rất nhiều nhân vật. Chúng ta có phần nâng cấp. Wow. Rất là dễ thương. Đấy, cho nhân vật mới vào đội hình của các bạn. Và chúng ta sẽ đi đánh... đánh vứt ải. Game dạng game thẻ tướng. Dạng game nhập vai thẻ tướng rảnh tay rồi anh em nhá. Đó, hai đồ họa 2D thôi nhưng mà tạo hình toàn... ở đây mình thấy là toàn nhân vật nữ anh ạ. Cơ chế chiến đấu hoàn toàn tự động luôn. Wow, sao mình kia khỏe đấy. Rất là nhiều nhân vật nữ luôn. Cảm thấy là vẽ hơi rối mắt anh em ạ. Mình cũng không nhìn rõ nhân vật lắm bởi vì quá nhiều chi tiết trên nhân vật ấy. Đấy, chỉ lúc mà... Uầy, kiểu kỹ năng hợp kích à. Cái hiệu ứng hình ảnh rất là rực rỡ. Và nhân vật vẽ mình thấy là chi tiết. Nhưng mà đến lúc mà kiểu nhân vật nó ra trận ý, vì quá là chi tiết nên là mình hơi bị rối mắt tí. Ở đây mình cứ đi làm theo hướng dẫn của game đấy nhá. Mình cũng tạm tạm hiểu con game này thôi. À, nhân vật nam của chúng ta này, tức là bản thân anh em ấy, anh em sẽ sở hữu một dàn harem luôn. À, chúng ta có thể chế tạo trang bị này. Rồi lắp trang bị vào cho nhân vật này, tăng lực chiến. Đây là phần bảng nhiệm vụ. À,
game hướng dẫn mình thấy là cũng khá là kỹ, tuy nhiên là như mình đã nói thì anh em mới chỉ có tiếng Anh thôi, bạn nào nên biết tiếng Anh một chút để chơi nhá. Ui, lại thêm một nhân vật nữ này. Phải công nhận là nhân vật nữ trong game này em nào ngực cũng rất là to luôn. Rồi chúng ta có phần chiêu mộ. Đó, các bạn có 3 loại chiêu mộ này. Chiêu mộ thường. Có 3 loại chiêu mộ nhá, từ thấp đến cao. Cao nhất là cái phần chiêu mộ cam này. Chiêu mộ xanh lá nhé. Đây nó sẽ có tỷ lệ này. Tỷ lệ 18% là tướng R. NR là tướng xanh lá thì 49,1%, tướng N chắc là tướng thấp nhất thì sẽ là 32,7%. Đây là chiêu mộ thường. Chiêu mộ cấp cao hơn là chúng ta có tướng SR 19%, R 41% và NR là 39%. Cao cấp nhất của chúng ta là đây, Advance là tướng SR là tướng thẻ màu đỏ. Cam, tướng màu cam là 29. Ui, cao nhỉ, tỷ lệ rất là cao, 29,4%. SR 31,4% và R là 39,2%. Mình thấy là tỷ lệ này cũng khá là cao. Mình sẽ thử chiêu mộ xem. Ồ, được một tướng SR. Các bạn nên quay 10 lần thì tỷ lệ nó ra nó sẽ cao hơn. Đấy, mỗi cái thì các bạn để chiêu mộ free một lần. Nói ra một tướng R này. Oh, một tướng NR, ok, đấy. Thì sau này các bạn có thể lắp level 5 thì các bạn sẽ, nói chung là sau này các bạn có thể lắp thêm tướng ra trận. Đấy, nâng cấp. Đấy, các bạn để nâng cấp tướng này. Sau này là các chế độ chơi như kiểu là chiến trường cái thứ này nọ. Level 85 mới mở. Rồi chúng ta có năng leo tháp. Đó. Ở phần cung điện này thì các bạn sẽ có rất là nhiều tính năng. Các bạn có thể chăm sóc cái dàn mỹ nhân của bạn. Đây, hẹn hò này, có thể hẹn hò luôn. Đấy, tức là bên cạnh cái việc là đi chơi, chi chiến đấu thì các bạn có thể hẹn hò mỹ nhân tham gia các trò chơi. Đấy, cưới vợ các thứ. Nói chung là anh em sẽ được sở hữu một dàn harem mà các bạn có thể lựa chọn hẹn hò rồi thân mật với những mỹ nữ của mình. Về cơ bản thì cách chơi của con này là như vậy. Để mình xem là cái phần setting. Setting đây. Hiện tại thì mới chỉ có tiếng Anh thôi nhá. Mới chỉ có tiếng Anh thôi. Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu. Đấy, cũng là điều khiển máy bay phi thuyền thủ này. Ảo dã man. Đã level 5 rồi. Đây chúng ta có tính năng gọi là chiến đấu nhanh, nhận thưởng. Đó, thì các bạn sẽ lên cấp rất là nhanh. Vì cơ bản thì con này, game này là game nhập vai thẻ tướng rảnh tay mà. Nên nó sẽ tích hợp các tính năng vào. Mình sẽ cho thêm tướng ra trận nhá. Ok. Mặc thêm trang bị này. Cái này là cường hóa tăng cấp kỹ năng. Đây, giao diện chính của game này. Các cái sự kiện trong game như kiểu đăng nhập 7 ngày nhận quà, rồi các nhiệm vụ. Thưởng tướng luôn cơ mà. Đấy, các bạn sẽ có rất là nhiều tướng. Đăng nhập đến ngày thứ 7 thì các bạn sẽ được một tướng đỏ, tướng UR luôn. Tướng cao nhất trong game này là UR nhá, tướng đỏ. Nhưng mà tướng đỏ sẽ không quay được. Quay cao nhất thì các bạn chỉ được quay tướng cam thôi. Tướng đỏ chắc là anh em phải ghép mảnh. Đấy, đây là SR này là tướng cam, còn UR là tướng cao nhất là tướng đỏ. Thì chắc là phải tham gia ghép mảnh thì mới được. Nhận thưởng, thưởng rất là nhiều tướng luôn. Các bạn thấy là toàn nhân vật nữ. Cái gì này? Tắm cho các mỹ nữ à? Wow. Đấy, có rất nhiều cái chế độ chơi khác nhau nữa. Cho ăn lấy thể lực này. Cái này là cái gì đây?
đấy, một số cái mình chưa hiểu lắm. Rồi mình sẽ chơi thêm một tí nhá. Đây hoặc các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua nhanh nhá. Thật ra cái game này mình thấy là nó cũng không tập trung vào việc là chiến đấu nhiều đâu, chủ yếu là anh em chiêu mộ nhân vật xong rồi đi nâng cấp nhân vật thôi. Chứ còn ở về cái phần gọi là chiến đấu thì nó là game thẻ tướng rảnh tay mà, các bạn hoàn toàn có thể skip bỏ qua nhanh được. Nói chuyện khá là nhiều. Cái này là review chấm điểm cho game, ok. Đã level 10 rồi. Đây, trong phần thành của các bạn thì sau này các bạn sẽ có rất nhiều tính năng nhé, như chúng ta có tính năng hẹn hò này. Đây, một số nhân vật mình đã cưới kết hôn rồi. Night Club gì đây? Ủa, sao không được ta? Sao để chọn mấy em này để hẹn hò nhỉ? Cũng chưa hiểu lắm. Nói chung là chắc phải chơi thêm một thời gian thì mới hiểu được. Chủ yếu là giới thiệu qua cho anh em thôi. Đấy, chủ nhân này. Úi dồi. Đấy. À, sau này các bạn đẻ con được cơ mà. Tức là có thể bảo mỹ nhân đẻ con cho mình. Đây. Các bạn thể nâng các điểm thân mật này. Đây, vợ mình đấy. À, vợ của chúng ta đấy. Sau này thì các bạn sẽ sở hữu rất nhiều vợ nha. Đấy. Mỗi mỹ nhân này nó có cả kỹ năng riêng này. Đó, sau các bạn phải chăm sóc cái dàn harem của anh em. Đó, tức là game này nó sẽ kết hợp dạng game thẻ tướng, như vai thẻ tướng, rảnh tay và cái kiểu là chiêu mộ mỹ nhân, sở hữu một dàn harem. Đó, rất là khủng bố. Đó, anh em hoàn toàn có thể bỏ qua nhanh nhá. Game cho phép anh bỏ qua nhanh luôn, không phải tăng tốc gì cả. Khá là tiện, tức là các bạn thường các game khác ấy, muốn skip bỏ qua nhanh thì phải nạp VIP, nhưng game này thì cho sẵn luôn. Đó, mình thấy là khá là tiện. Đây, tăng cấp trang bị này. Đây, lắp cái này mình không biết là cái gì. Danh vọng hay là cái gì đó. Đây là phần danh hiệu. Một số cái chưa hiểu lắm anh em nhá. Nhận thưởng này. Đánh ải thì nó sẽ thưởng tướng cho anh em. Đã lên 12 rồi. Thăng cấp cũng khá là nhanh chứ. 13 rồi. Cái việc là cho skip chiến đấu thì mình thấy là cái thời gian chơi anh em sẽ được rút ngắn rất là nhiều luôn. Level 15 rồi. Các bạn, game này thì cũng có VIP nhá. Nếu có VIP thì các bạn sẽ nhận được thưởng nhiều hơn thì phải. Đây, các event trong game này. Đây, rất là nhiều sự kiện nhận thưởng trong game. Đây, phần VIP này. Đây, mặc ăn mặc thế này có chết tôi không? Thì thoảng các bạn chán thì có thể vào chăm sóc mỹ nhân rồi đi tìm kiếm hẹn hò những cái mỹ nhân mới hợp thì có thể kết hôn, kiểu kiểu như vậy. Kiếp giọng nói cầu dẫn dã man. Đây có tính năng hẹn hò này, các bạn có thể vào trong thị trấn. Đây là các cái
nhiều rạp hát này, rồi night club này, rồi các cái địa điểm đấy. Trong địa điểm này sẽ có các cái mỹ nhân hoặc là các cái nhân vật NPC ở đây đấy, nếu mà có thể vào được đấy. Ví dụ mình vào trong này nhá, à mới hết lượt rồi, chắc là chúng ta sẽ phải đợi. Thì vào trong này thì các bạn có thể gặp gỡ các mỹ nhân rồi hẹn hò, hợp thì có thể cưới đấy, kiểu kiểu như vậy. Cũng giới thiệu nhanh cho anh em thôi, mình sẽ để một đường link để anh em có thể để tải game và chơi thử nhá. Game, nhắc lại thì game này thì mới chỉ có tiếng Anh thôi. À, các bạn thì chiêu mộ nhân vật mới. Đây, cho thêm nhân vật vào đội hình của bạn, tối đa hình mình thấy là rất là nhiều, chắc là 5 nhân vật, cả một nhân vật trợ giúp nữa thì phải. Đấy, cho các cái nhân vật vào đội hình của anh em nhé. Rồi lắp các cái trang bị này nọ vào. Ồ, đơn giản là vậy thôi. Nói chung là điểm nhấn lớn nhất của cái con game Lost in Paradise này chắc là việc là cái dàn harem thật sự là vẽ rất là sexy. Đúng là kiểu game dành cho các otaku khác. Thì ok, như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu cho anh em con game mobile có tên gọi là Lost in Paradise Waifu Connect. Con game này thì mới ra mắt ở trên mobile thôi, trên cả iOS lẫn Android, anh em có thể tải game về và chơi thử nhá. Lưu ý là game mới chỉ có tiếng Anh thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.